Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Đây này, đây. Hôm nay bãi đó mình hiện đây nè, căn cục này nè, mấy cây cục này nè. Hiện tại gia đình mình đang có mặt ở khu đồng khu tâm. Nó qua cục bãi đó. Bên này gia đình mình đi bắt ếch bà cả nhà ơi. Con này giấu nó nè. Giống như con vịt sim. Mới trên bờ lội xuống. Ở cây này rồi. Nó ở đây nè. Nó này bự lắm. Con này bắt thấy đủ tiền luôn mình ơi. Ở đây bắt ra dính luôn. Nào, à. Anh hai xích lẳng chút anh hai ơi. Anh hai đón đẳng đi. Dòm coi nó vô đâu anh Bình ơi. Anh lên tôi gặp tiếp ra. Lên đi. Nó có ở bên mấy gốc cây này nữa. Được rồi. Coi lại bước lẳng cái hiện. Ngớt nó ở ngay chắc có chóp anh Bình nữa anh Bình. Anh hai đón ngay đầu miệng chài nè anh hai. Em leo cắt ngang á. Đúng rồi đó. Lục ngoài trước đi nha Hiện ơi. Nó lội xuống cây đầm trời. Nó lên luôn rồi đó. Vô hang rồi. Chưa đâu, dập cái đi hả tính. Chưa đâu. Dập ngoài trước cái đi nhắm mấy hang nó lại. Tôi nghĩ anh ơi. Chết mà. Cái gì vậy? Bên cái bờ cây chứ. Cái bờ cây này nó có dấu bên đây nó đi qua nhưng mà nó không ở cái bờ cây này đâu. Nó ở ngay chân chỗ anh á. Anh hai coi chừng nó xuống né chạy anh hai. Nó này bự lắm, cái dấu giò hết, biết cái dấu giò. Trống lỏng hả? Ừ. Ở trên đó trống hay gì? Coi chừng mấy cái lá rồi đó nghe anh Bình ơi. Mấy cái lá, mấy cái đám lá nằm sát đất nó vùi vô đó đó. Coi chừng nó xuống rồi nè nghe anh hai, nó tắt lên đó đó nè. Chín rồi anh chưa đây. Ồ. Oh, bự dữ lắm phải không? Bự lắm quá, bự lắm. Nó lên cái răng giò hết hồn luôn mà. Ít được quá bự. Em. Còn 3 con ít cá nữa. Còn 2 ít đã chỉnh nữa kìa. Ôi anh Bình ơi, quá tiệm Hiện ơi. Thấy không? Nó nhảy cái bàn giò bự lắm mà. Đi. Hiện ghi bàn trước. Ơi. Hay quá Hiện ơi. Chài là để cho chứ. Anh Hiện làm chứ em là. Nè. Quá ngon. Nằm mà. Chưa chắc ngớt đó nữa. Đó nó đó. Đâu? Đó nó được cái. Con giò vừa bự dữ lắm mà. Hết hồn. Cái trình này nó ấy. Dạ. Dạ. Nó khùng nữa. Nó không phóng à? Không phóng. Trời ơi, nước cạn này nó mài vậy đó. Nó rồi, cái giò. Đó. Bật lũ mình đâu? Ừ. Đây, sao lên cao. Quá ngon nè. Anh em mình hay quá anh em ơi. Thì sau lưng được. Không được. Không. Chia ra giò bên kia nha. Mới vừa bước xuống thì gặp. Đẩy em đó. Được kinh quyền thổi. Ủa được năm con cái này ăn mệt luôn. Nó chứ kinh nó mập chứ lắm tại nó ăn. Đủ mồi. Nó vùi dưới lá hay gì Hiện? Cái bọng ừ.
tao hiện thấy cái dấu ếch bên đây dầm qua thấy rõ ràng. Thế không? Nãy đi chọn bắt đó. Ồ đây con đó. Đó là bự lắm xin ơi. Xin ơi. Đấu đi nè. Có lên không? Nó ở bên đây nè, nó ở bên anh Bình nè. Chỗ đó không có đâu. Giấu bên đây nè. Giấu nhưng nó không lên đâu. Giấu đi ăn quá trời hết rồi. Đâu rồi? Bên đây nè. Ừ, bên con. Ở trên đó đi xuống lên đây. Đó này chưa lên nha. Chưa lên nó còn. Nó đi qua đó đó anh Bình. Đúng rồi. Thấy rồi. Đây nè. Đây nè. Đi xuống này đi xuống nè. Chưa không có lên. Ừ. Này cả nhà. Cái dạng mà nãy có cảm ơn nha. Đó. Lại đây nha. Đây nha. Nó này nó đi ăn. Đúng dữ quá đại ta. Hả? Đúng. Con này đi ăn mà. Đây cũng con đi ăn nè. Chỗ nào dày dày nó mới ở. Cái này ăn thôi. Hả? Để đi cái bọ này ta. Ờ rồi. Cái bọ này nó lại giấu sâu lỡ lên đó. Nè. Đây nè. 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 Ờ nè, mới lên luôn nè. 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 Ở bên đó đó. Qua đây nè, qua đây nè. Nằm trên lỗ trên đó ơi. Chụp nó đi khỏi con chạy. Để móc từ từ chụp nó đi. Qua đây hiện nè ơi. À. Đây nè. Qua nè. Qua này lên luôn rồi đó. Đây nè, nằm đây nè anh Bình ơi. Đi rồi. Trong hang luôn hả vậy? Qua đây canh chụp đi, đứng với mấy xong kìa chụp đi. Tôi bắt. Từ từ gấp gấp đông đi sắp khó. Bỏ con chạy đâu. Khoan được rồi. Không có rồi nó lên nè. Lên đó rồi đó. Ây da. Chá mặt trời. Lên đó vậy. Ừ. Ở cạnh dưới điện anh bắt cái rồi. Ừ. Rút cây lá nó ra. Ủa quá nè. Giờ ừ. Ủa hết cái dữ lắm rồi. Lên luôn đi Hiện. Giờ xuống không kịp đâu. Lên cho anh Bình. Ngay tay anh Bình á. Trước mặt anh nữa nghe anh Bình. Có hang không? Không có hang sao biết. Trở về bên tay bên đây một chút nữa nè. Biết này. Thấy không? Trời, dễ dàng vậy. Quá rồi hết. Thấy không biết, biết hết. Cái nào mày mới hết cái mà. Thấy trên hai bắt tay coi. Cái liệu quá, cái liệu mày chết ơi. Cái tao mày chết ơi. Hết cái không? Dạ, hết dạ. Biết rồi. Ừ. Giờ còn dấu quá mà. Nằm im bia á. Hay không xin? Đây nó ngay quá. Quá dữ. Đừng dứt đi, tay cái miệng mày chết cái liệu. Con này bự hết hồn trời. Biết mấy giờ. Mày đi nè. Nó đi mà giấu sâu là nó ở đó. Giấu cạn nó đi ăn. Lên nằm nhìn thấy cứng nha. Ừ. Ngồi nghe bắt. Nó không nhảy đâu, nước chưa dộm lớn nó không nhảy đâu. Ôi chiếc xuồng. Kinh khủng không? Đua ôn đón hay anh mình. Đua ôn đón hay không? Không có chạy đâu. Hai tầm rồi. Cái lãi đó lấy ghê á dễ tốt ghê rồi. Đây quẹt con lên đây anh Bình ơi. Không sâu không sâu lên tới đây luôn rồi đó thì con nhỏ đâu anh xin ơi. Cái này con là bà nhỏ đây là ít trái nữa rồi đây nè nè lên tới đây nè giống chân tròn vô à sợ vô bọng quá đấy anh Bình giống chân tròn giống ít trái ha. Nè cái lên mình ơi. Ừ, cái dưới đi. Nó nhảy tắt qua đó đó. Tắt qua đó đó. Ừ. Con này nhảy. Con này chắc mới chạy đi ra Hiển ơi. Ờ. Ô lên đây. Ô đây rồi. Còn con nữa. Nó đó. Ê chết rồi. Chạy đi Hiển ơi. Khỏi khỏi khỏi. Nè. Nè. Đây nè.
qua đây rồi, lên đây anh Bình ơi. Đây nè, cái này bự. Hai con lận chứ không phải một con. Anh Bình ơi, anh đó. Nè lên tới đây nè. Nè mới luôn nè. Thấy không? Đi tới đây nè anh Bình. Ừ. Tới đây nhảy đến đây nè. Vô đó rồi đó. Vô đó luôn nè. Thấy không? Ừ. Anh Hai xuống dưới, anh Hai phan từ từ hết đó thọt. Phải đi cắm sải nha. Xuống dưới đây. Không khỏi căng trời đâu. Phải đi cắm sải nha. Qua đây anh Bình ơi. Có lỗ không? Nguyên cái bổng. Móc đất dưới đây vô. Móc ra đi. Kéo quần lên đây. Thiệt. Rồi nó vô chỗ này nè. Chuẩn bị nha. Cái gì đó? Bả nào? Nó ở đây nè. Cùng chưa? Vinh. Quá trời con ếch luôn. Ờ, dấu bự dữ lắm mà. Thấy không anh Bình ơi. Dữ lắm rồi. Dữ lắm rồi. Một cái nữa thấy không? Ồ. Đây anh ba. Ở đây. Không bằng hết anh Bình. Một cái. Không bằng. Ồ, thấy không? Ủa bên đây còn con nữa mà nó kỳ ra. Nó đó. Nó đó. Bên này nó quà. Đi đây à. À. Ghê không? Vô vô. Vô vô. Có lý rồi. Con cắn lên trời. Dắt thả vô. Ừ. Hết biết nè. Nè anh Hai à. Vô vô rồi. Ô chút cái chuột rồi. Đủ đủ rồi cái kia. Đủ rồi cái gì vậy? Quá đã. Cái chừng chuột nha anh Hai. Bỏ vô đi. Cầm đi kìa anh Hai. Đừng lo. Không có chuột này. Em hết á. Anh Hai xiết cỡ đó đó. Ba hết nửa cái lô. Ba con này hơn nửa ký. Hơn nửa ký sao hết? Hơn nửa ký rồi. Bảy trăm gram. Hết đấy. Dạ. Quá đà. Ồ, ba con hết rồi. Ủa con này. Ừ. Vô, vô, vô. Vô, vô, vô. Cái này anh liệu không bắt được, anh liệu buồn lắm rồi. Liệu nè anh lên. Lên trên cầu đó. Rồi anh Hai đứng đó nha. Anh Hai đứng đó đây. Thật chứ. Sao? Nó này dùi nha anh Bình ơi. Lên, lên, lên. Lên, lên. Móc ra. Hiện lên luôn đi hiện. Móc cái chân ra lên luôn đi. Dùi nha anh Bình ơi. Đất cứng này nhảy cái dữ lắm nha. Nằm ngay chỗ anh Bình á. Ở dưới đất có gì lạ là nó đó. Hay quá anh Bình ơi. Dính hả? Đực. Đực cái mà. Đực, đực. Quá cho bụng luôn. Thái Liệu ơi. Thái Liệu ơi. Em thấy gì không ơi em? Quọt 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 quọt. Em thấy gì không? Vàng nè. Cái quên cầm xe ben rồi chết rồi. Cái cầm xe lại em anh ha. Đi tao đi trên bãi rồi. Rồi đi bãi đi. Ê ha con gì? Con kiến. Lúng quá lúng. Vàng. Nghe không? Nghe chụp bật 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 bật. Chụp cái hay lấy à. Đấm trà trước mặt anh Bình ơi. Phải con ếch cái ở gần gần đâu đây rồi đó. Tại vì ếch này nó có kêu mà. Đây nè. Đây nè, lên đây con đó Bình ơi. Cái này căng trời nha. Này gần lắm. Ờ, rồi. Đây nè. Đây nè. Ở nữa rồi. Con này cũng nằm giống con nãy vậy đó anh Bình. Con này căng trời đi. Con này nằm ở chỗ cái bọng này nè. Căng trời đi anh Hai. Qua đó người căng trời rồi, qua đó người. Phan, phan. Đâu có đi không anh Thân ơi? Không, nó đã ở đó rồi đó. Qua đây nè, qua đây nè, phủ qua đây. Không nó lên. Ừ. Anh Hai kéo cái chân trời về đây nó anh Hai. Nó quậy trong đây nè. Nó nằm trong cái chỗ cái bọng trước mặt cưng á. Em bắt trước của anh Bình. Bắt quá đấy. Anh Hai lại móc cái chân này cái anh Hai ơi. Lẹ anh Hai ơi. Xa ra. Qua chở qua bên anh Bình á, chỗ cái bọng bên kia á.
ngồi trả lời dài đi anh ha. Anh hai đón cái đầu bên kia anh hai. Ở này ở nữa đó nghe. Ở đây có bọng nữa nè. Đợt nữa hả? Bò chưa tới, tới dính nữa rồi đó. Thầy quá hiện ơi. Lên như bóp mà. Ôi ôi nó vàng quá kìa. Ồ, ngon ngon. Ồ, ngót này vàng hơn nghệ nữa. Tới công chuyện cả nhà. Quá im. Cao thủ không mà chú người ta năm chú hả? Năm mà. Ồ, bắt lô. Bắt gì còn hơn phim lệ á. Bắt cái này cấm vượt mà. Cấm vượt mà, để chứ cấm vượt rồi. Em im rồi. Em bời đi anh hai, rửa chạy hạnh em bời đi. Bên đó anh Bình ơi, chỗ này phải có hết cái anh Bình ơi. Chắc cú. Con hết này. Nó lồng hai con luôn á. Con con à. Bên đây con lên đó nè. Đây nè nó nè. Thì con nó phóng lên đó. Nè cái này. Nó lên nó kéo vô đó. À, nước cạn này thì nó không có nhảy nha, nó mài luôn như nãy vậy đó anh Bình. Cầm quá nổi nó rồi. Trời mệt. Lúng á. Tiến hành đi. Tiến hành đi, không sợ mắt đâu. Anh hai quẩy cái chai lại đắng nè. Cái kinh này cạn mình không cần xài chai. Trời ơi. Nó dòng nó dòng cái đẻ dừa nè. Trời ơi. Nó đang ngất đực á. Nó lên đặng nó dựa vô đặng nó có nước là nó nhảy lên ruộng liền á. Nó lên ngay tay anh Bình á. Nhảy ra một cái cho nó sướng thôi. Ô bên đằng đó có đóng lấy dừa hả ha Hiện? Rồi dám tới đằng đó đó. Chỗ anh Bình ấy nha, chỗ anh Bình coi chừng có lỗ là nằm đó. Nó ở đó rồi đó. Ở chỗ anh Bình đó. Nó lên không mà nó không có dấu xuống là nó còn nằm chỗ anh Bình á. Có hang không anh Bình? Đang con nè anh hai. Xuống anh hai ơi, xuống đang chụp ghi bàn anh hai. Xuống ghê vậy. Không có hả anh Bình? Yêu cầu có cái hang hay là cái bể nào đó thì nó mệt cho mình đó đó. Đây, đó. Đây nè. Đây, đây, từ 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 từ. Hai đừng xuống. Lên đi. Rồi nó vùi đây nè. Ê đứng dưới đi lên kìa. Ở đây nè dính rồi. Chưa anh hai. Dính rồi. Rồi mình đừng có động. Để coi. Thấy cái ông nội ơi. Mình động là nó cái đục liền, không bắt được. Biết nằm ngay đó thấy không? Đây nè. Hình như có lỗ kìa. Nãy giờ. Để nằm đó đó. Nguy hiểm chỗ đó mà. May hả bưởi. Tại sao bữa nay mình nói cái nó phóng xong cũng phải dính mà. Nó phóng cọi nó, nước này dễ bắt. Cái này nó đi lộ dữ lắm. Đừng có gấp quá, gấp là mất giống. Dở ra rồi. Sung à. Có tay vô thấy nó chạy rồi. Nằm trong lỗ phải không? Lúng đi cắn cắn mé một chút đúng cơ. Đây có một cốc đi nè, mẹ giấu một cốc nè cái này. Không trên đi xuống hả vậy? Trên đi xuống hay dưới đi lên? Trên đi xuống mà thấy dấu ban dài. Nó đó. Nó đó. Nó trên nó đi xuống.
Nè, nó vô đây nữa nè. Nó đó. Đây vậy quậy đây. Nó đi xuống đó. Ừ, nó đó. Nó đó. Anh Hai nói là giống cò. Có á. Dài lấy khúc bằng nè. Đâu? Giống cua ra vô mà không phải có ớt mà. Cua là cua khủng rồi. Không. Dấu lộn vậy là không đường phản. Nó cũng khô mà nó ở mấy kinh sâu rồi không ha. Không, kinh nó không ngon anh Bình ơi. Đi chút nữa coi sao. Bớt bự như nhỏ đâu. Đây nè. Ừ. Nè, nó tới đây nè. À. Ở đó. Nó lên đó nè anh Bình. Đây nè, nó ở đây nè. Nó lên nè. Đây, đây. Nằm bên đó đó anh Bình ơi. Bên đây. Rồi lên đó. Bắt anh Bình trong hàng đó đó. Bên chỗ cái lùm á. Ngay chỗ đít anh Bình á. Ôi mệt. Đâu tới thằng đó dữ vậy? Tôi thử. Chỗ ta anh Bình nè. Nhảy xuống sông rồi hay gì vậy nè? Khoan. Ở đây nè, nhảy xong rồi. Chuối rồi kìa. Kìa, giỡn kìa. Giỡn hay hả? Ừ. Ôi con rắn. Hả? Con rắn, kìa rắn bự kìa, lỗi kìa. Bọc đầu đi. Lên bờ đó Hiện ơi. Nguy hiểm quá. Không nổi đâu Hiện ơi. Tới luôn nè. Hiện lực ghê trời. Chết gì nó ơi. Dính này. Trời ơi trời, nó dám chạy từ đây đẳng trời. Tôi chạy. Gắn gì bự vậy? Bắt. Tôi chạy lại tới đẳng chôn tôi đẳng luôn. Dễ gì nổi, chừng mười mấy bước là xong rồi. Đó, đã chỗ anh Bình ơi. Mày không chết mày hên rồi đó. Chạy thấy ghê thiệt. Gặp anh Sinh thì lại đẳng thì chôn anh. Láng không? Hang chuột anh nhìn thấy láng không? Đất đùng của chuột mới là nó không ở nha anh Bình.
Hả? Mới nó không nở đâu, nó nằm ở dưới chỗ giò anh á. Cái tim rớt ngoài hả? Ôi ôi trời, ngắn bự dữ vậy. Gắn nó chạy dữ nè. 10 điểm. Gắn hết hồn. Mình một nồi. Ôi ôi gắn rồi nè. Bỏ vô vỏ luôn em à. Bắt đi anh Bình ơi. Dính không? Ôi vậy là qua bên ăn con rồi. Đẩy với tôi hả? Bỏ hả? Vậy ôi, nói ngay cái, nói ngay cái hang đó mà không chịu thấy không? Nói tôi không à. Mấy này em tính không? Mấy này em tính nó không ở. Chạy qua này kiếm, vậy là bên ăn con nữa nè. Đã hết hồn rồi. Sâu dữ không? Tát da hả? Quá trời con nói lại hết khủng quá. Nè. Con này bự như con đầu tiên nãy anh chụp đó. Hết biết hết. Giò ông đau giò nào vậy ông Bình? Gì? Ông đau giò nào vậy? Hai bên luôn. Dạ lấy gió cầu thu nè. Không chạy lại đẳng cưng lấy cái gió đi mang vô đi. Đây con này lên ảo nữa nè. Tính nó qua đây gì chứ? Gì? Hết rồi, nghe nãy giờ. Nè. Đâu? Con này đi lạng ít thôi. Nhưng mà nó ở đây nè. Nè nó lên tới đây nè. Nó ở trên đó đó. Ôi chừng có hang giống nãy ở nữa đó nha. Tôi đi lấy cái giớ mang vô đi hiện. Đây đẳng gần mà. Ừ. Để anh Hai với anh Bình bắt thôi. Chỗ tay anh thẳng lên đó anh Bình. Anh Hai qua anh kia kìa anh Hai. Con gì sinh? Ôi. Không có con gì hết. Đi đi ra hiện. Ngoài nữa. Cây móc đâu nghe. Cây móc đâu? Nãy tôi cầm đâu mà. Nãy dắn giặt cho nó bỏ đâu. Bình đó đó. Anh Hai qua bảnh lấy đi anh Hai. Cho anh Bình giặt đi. Hai. Đi rồi bỏ qua luôn. Bình bãi đó đó. Giặt ở ngoài cái đi. Rồi. Vô đây rồi. Đây chẹo lên đây ngay bóc rồi nè. Từ từ. Nó nói hay sao trời. Thì bởi vì mới kêu thủ ở ngoài trước đó. Này bắt ếch khủng khủng trời. Dòm từ từ anh Hai. Có hàng nữa hay gì? Nước cạn này nó nằm đơn giản mà nó mập đó, nó chịu quá. Cái hàng này sâu là bắt không nổi nữa luôn á. Có cái hàng nào nữa không? Chắc vô hàng này anh Bình ơi. Cái dũng đâu anh Hai? Không có rồi, có thì nhảy rồi. Có hàng không? Có hàng, anh Hai lên đi anh Hai. Hiện bắt rắn mất công. Đứt cái giò không? Phải nãy bỏ luôn được rồi. Ngon lành. Thôi hết ngon, phải bắt mà không bị gì thì ngon. Nó chạy mệt tới nó ói luôn á. Không, nó bắt dính mà nó đứt giò mình phải quý chứ. Nó bắt, nó mà nó chạy nó bắt rắn đó tôi sợ nữa rồi đó. Kiện hai đầu kiện hai. Em tính là nó đâu mà ở bờ nè, em mới đi qua nè em kiếm. Là thường nó ở ké này, nó ở hang cạn cạn mà ở ké hang chuột nè. Ông nói chuột mới không có đó, chuột mới đó. Hồi nãy nó tính đắt đùng mới là nó không có vô. Như mấy hang cũ cũ gì là nó ở nè. Để em mấy cây em thôi. Nó nhỏ rồi đằng cái xa lưng lên đó. Đây, cái hang. Không đâu, nó lên nó né hang này anh ha. Hang này tạm nghe mặt nữa. Mấy tình trạng này gặp là dễ dính ha. Ôi hang đi dữ ta. Đi trên. À cái em cái này. Nè. Còn cái này nó trên cảnh này nó. Đi ta.
xin gì đó. Ờ. Quên kia nó mới uống thôi. Mình bảy con hay gì đó. Lại đi bộ. Bắt đi. Có mình bắt tới tới hoài đi, nước lớn mình hả nghỉ. Ha. Ừ. Tới ngớt rồi cả nhà. Tọt tay trái vô mới được anh hai. Hôm nay là hả? Ừ. Dính nào đúng không? Đúng rồi. Bích luôn. Quay luôn. Néo bên kia anh hai. Ừ. Ừ vậy đó. Hay quá anh hai ơi. Hay quá. Hay hả bộ. Đãi luôn rồi. Đãi hàng. Ít được. Biết mày ở hang này lắm mà. Đãi. Ê bà nhớt ốm hiện ơi. Ừ, ôi cái vỏ hết bữa nay rồi kìa. Cái bà biết mà chú nha. Chúng mánh bẻ bong bóng rồi. Đãi hèm. Đãi. Ơ coi chừng rắn trọt ra anh hai. Anh hai túm vỏ lại liền. Để vụt rắn hiện nó chạy đứt vò nó nữa. Thầy ơi bọc cũng bị kìa. Bên đài. Mấy cộng như chú thì bỏ buộc rồi. Ký gửi hết thuê nè. Thuê. Cộng chú. Cái kia để mình quắn lại. Hello kìa. Một hay lắm. Ngon kìa. Nay làm gì làm nhớ đem về cho bà lão hai ba con bự bự nha anh Bình. À, rất là nhiều. Mình hôm nay không có gì gửi cho cô chứ. Ăn nhiều cho bà anh coi. Rất là nhiều, đang nấu ăn nhiều nhiều, đang gửi bán con hay con gì đó. Bắt mấy ếch cái trứng á, tới công chuyện luôn á. Mùa đi. Mùa này con ếch cái trứng là ngon nhất. Mai đi kinh số 7 nữa đi em chưa ta. Phải ham này quá. Mấy ham mấy ham, bắt mấy ham thiệt. Mấy ham thiệt. Bắt một chút. Có nhiều đạn vậy ta. Bữa nay không vụt con nào chứ á. Mà khỏi. Sáng mình phá một câu ngon lành mà. Bữa nay chắc sảy. Chắc sảy. Con Hiện nó chạy đứt giò. Bữa nay vui. Ta hứng rồi. Bữa nay vui thiệt nhưng mà Hiện đứt giò thì trong lòng nó không có được sung nhiều mấy ha. Sung nhiều mấy. Đi đâu vậy, đi ra ruộng hả? Thận mồm xu gió luôn mới ok. Đi xuống ruộng. Mày làm đường lớn đi, bố đi tiên tắc. Tắc bằng mau. Nên ta đốt đồng rồi chuẩn bị ta bơm nước lại nữa nè. Hiện lộ qua. Đó, bên đây đậu xe trái nè. Con ếch nè cả nhà. Thấy không? Ê, lụm đó. Ếch biết con ếch nè. Cái này là ở trên nó nhảy xuống uống nước và nó trở lên. Cái này là cái giống nhảy xuống. Em quay cái giống nhảy lên cho cái nhà xem. Có không? Có chắc cú. Ếch này nó xuống uống nước rồi nó lên lại. Nè này là nó qua đây nó nhảy lên. Ếch này dính nữa rồi. Quá chừng ếch rồi. Ủa con nè. Không qua bắt con này đi rồi gom qua đó để sao quay được. Ếch biết rồi nó lên đây rồi nè. Khoan sao ngộ vậy ta. Nhảy lọt vô đó. Khoan để coi nó có lên luôn chưa. Có không, có lên không? Đây nó nhảy lọt qua đây. Nhảy lọt qua đó. Không lên lùm này vậy. Qua đây nè. Đâu? Không lên. Ủa ngộ ta. Ở đây nhảy vòng qua đây lên đây. Chưa chắc nha. Đâu. Nó không có dấu nhảy xuống mà. Qua bắt con này trước đi. 100% rồi. Qua bắt cái đi hả tính. Đâu. Đây nè qua đây kìa. Nó đó coi than hai lục anh hai ơi. Nó không có dấu nhảy xuống mà nó đi vòng mà. Qua đây rồi. Đúng không? Cái không. Đâu anh mình. Cái đây nè. Rồi nó ở bên này nè. Cái không. Ở bên này. Có bọng kìa thấy không? Nè, tới đây nè. Đó. Ừ. Rồi. Có bọng đó đó. Cái hàng đó. Rồi anh em dưới nè. Đập đi. Bắt luôn hai anh em bắt. Anh hai lại đây nè anh hai. Vô cái hang này rồi. Ừ. Bờ ngoài này nhảy đủ vô không nè. Ừ. Nè đây nữa nè. Cái xa vô thì không bắt ra lên cảnh đạo hiện. Lên trên cảnh đạo mấy cây ra em. Hang này ơi. Thằng lấy dũng coi. Lên đi lên đi. 10% là hang này hết chín rồi. Nhiều hang quá thì nó phật phật thôi. Ra anh đồng em đặt quá. Ở trời trời, thật bẫy. Sẵn bỏ lùm luôn đi. Ra nha. Nó vô hang nào vậy? Đó. Ngay chỗ hiện đạo hả? Trên đó. Dưới mình á. Ếch cái này bự á. Thấy cái bạn đó tên nãy. Ừ.
nay thủ cái rừng nó nhào ra anh ha. Kéo kéo xuống luôn. Bắt con này rồi qua anh Lục bên đó sơ sơ coi. Chút nữa anh hai bị bỏ đói bữa nay. Dính hả? Đụng rồi. Hay quá anh Bình ơi. 10 điểm, 10 điểm. Eo, một cái. Ôi. Anh Bình. Gọi cái nữa coi. Gọi cái, gọi đây nè. Hết rồi. Hết hả? Hết, bỏ vô đây kiếm tiếp. Bắt xíu xíu gì nước lá. Cái này có mùa hay giờ mà đó. Hay giờ tôi bắt ếch mùa này. Cái bự không biết mùa này mà mập. Bữa nay con đem ếch cái về cho má má ơi. Có trứng không à? Ừ, tháng này nó là ngon mà. Chút nữa à, má ơi con không có con gì. Không, đủ rồi. Đếm đủ trong đó chưa? 8 con là con đó là chín đó nha. Em bắt 3 con, 2 bắt con là 4. Mọi người tự đặng bên hai. Bảy cái đây chẳng phải tại tao. Bảy con cột phía tay mấy tay hanh. Từ vòng này cũng bự. Trên ruộng á. Ăn mà thuộc đi. Ông thổ địa ở khu này nè cả nhà. Ở đây tới chừng nào mới bơm nước lên ruộng ha. Chưa đâu, chắc lúc này người ta phơi đất. Ông có móc cái gọi nó lạnh. Ta bắt lúc nào nó dịch á, nó dịch mà ta con bơm mà. Dạ. Cái này bơm nó cũng có kêu lai gai rồi. Kêu nãy nó kêu nó nhấc kìa. Dạ. Hả? Con đó có. Con đó không có rồi đó, nó qua này ở đó. Cho Cagamen lên bàn tí. Chịu hết nổi. Cái kinh này lúng giả mang. Cái hán rồi. Cái bông này kêu bằng cái bông gì anh Bình? Hả? Cái bông này kêu bằng lăng. Hả? Bằng lăng. Cái bằng lăng. Quá trời đẹp luôn. Hai ta chung lối mòng. Bắt gà không hả? Hả? Đi giấu gà nè. Bắt gà bị quýnh à. Đi giấu gà nè. Lặn cái đường mòn bắt giấu gà đi. Ừ. Ráng xử thêm vài con nữa coi được không? Được chứ. Chút nữa bữa nay ăn nước mắm luôn rồi chứ không có muối ăn nữa. Ồ đúng vậy. Đây vậy. Đó cuộc cái vỏ nó xả ra hết trơn nó nhảy. Một hai ba nút nha anh hai. Anh hai giờ không có dám buông cái vỏ đâu, yên tâm đi. Trước mặt cưng á Hiện ơi. Ôi cái bằng lăng đẹp hết hồn trời. Cái bông này mua có mình đem về nhà mình trồng cũng được nè. Trồng trước cửa anh đẹp. Bông này vàng á. Thôi anh thích cái bông này hơn. Cái đầu ké dính cái ký vậy. Ừ, dính cái ký luôn nè. Đó. Nó dễ bắt quá à. Nó kỹ nha. Không, nó dụi dưới. Kiếm nhỏ hết nè. Chỗ qua này nè anh Bình ơi. Bên này nè, chỗ này. Chỗ ngón tay nè. Ê, nhảy chơi vô đây nè. À, anh Bình. À. Đó, đó, đó. Bước chậm ngang sau đi anh hai. Anh Bình gà chứ bằng Bình luôn á. Ở đó, đó. Thấy không? Dính rồi. Đúng rồi. Em phê. Được cái. Được. Nằm đâu ạ? Chỗ này bí hiểm đó. Nghe anh Bình. Nghe bác cho em chỉ phải không? Vừa thọt vô là nó ra liền. Nghe cái lỗ nè. Ngô đực nữa chắc. Thôi quá bự rồi. Nè anh hai. Thế thì bữa nay không cho chảy mà anh làm lại chứ sậy. Nè anh Bình. Nè cái lỗ nè. Quá dữ. Dữ quá nè. Nằm ngay cái lỗ luôn. Ngay ra ba cây bập bè mục đó. Ê mà móc tới đất luôn rồi còn gì nữa. Chạy đâu em trai. Ôi, ở bên kia em hơn.
Mở vỏ phụ anh hai cái anh Bình ơi. Mở vỏ phụ anh hai cái. Để anh hai thả nữa. Mở vỏ phụ anh hai hả? Mở vỏ phụ anh hai cái. Lúc hơn điên. Mười con rồi đó. 2 kg khỏe. Bự không ạ? À? Mười phải không? Mười rồi đó. 15 mới vừa. Liệu ơi, mười rồi đó. Mười đó Liệu ơi. Cho liệu bà con anh em nó bị lựng không có cái liệu gì, mấy tôi không có hốt gì nên ăn đó. Bắt nó liệu thử đây. Không có liệu mấy tôi hút quá năng nè, thấy không? Vô hết đó. Cái bọc cột lại đi. Cãi không? Trời sung hả em. Lấy con dây ăn. Cột lại ngang hiện. Biết rồi. Được rồi. Biết rồi. Cái con dây đó nó nung ra đó. Mình được rồi. Hai vòng hết nung rồi. Em cột cũng khi nào ra được. Đó, ra đi. Ngồi khỏi gỡ luôn nè. Mày cột vậy đi ngồi khỏi gỡ. Nhẹ có không đi. Nè cầm anh cầm vậy nè. Rửa cái này, phe cái này. Rửa cái này. Ôi bữa nay quặn luôn rồi cả nhà ơi. Hả? Bột gì? Ôi một bát gì dữ vậy? Ơ thôi. Cái cái giẫm. Đừng mất nha. Nó. Qua anh Bình ơi, qua. Mệt lắm rồi. Đây nè, có nhiều đây. Dấu mới đó. Dấu này mới tinh luôn. Ừ. Dấu này đây nè, chen vô đây nè, cứ dở đây bắt nó rồi nè. Đây nữa nè. Không, nó ở đây nè. Ừ, thì biết rồi. Đạp vô đó rồi đó. Nó nằm trong đây nè. Thấy không? Đấy, thì nó mới lúc sáng nó ăn trễ quá, 6 giờ sáng nó mới về nhà. Dở cao lên coi coi dấu nó chèn thấy đâu. Tới đây luôn nè. Các bạn thấy ơi. Nằm dưới cái cục bình này đó. Có dấu đạp ra. Nè. Coi chừng nha. Hay quá vậy. Ai, nhảy ra. Tôi biết nghiện mà. Đâu nhảy được. Đâu có nhảy được. Đâu có nhảy được. Bắn ra chuẩn về thấu. Đâu có nhảy được. Đó, dính hả? Được. Vô bắt tay không à. Ăn trễ tại cái tội 6 giờ sáng mới về. Mày về trễ hả mày? Trễ. Ít cái u nu, con nào nấy cái này. Cưng quá à. Cưng. Cái tội ăn trễ. 11. Bắt hết này có 1 phút mấy à? Dễ à. Ừ. Dấu giòn mới chát rồi. Nổi anh hai. Nổi nổi. Bữa nay anh hai xách ít khung lưng à. Quay cảnh lộ lên ạ. À. Lúng cho cam em tới đi không nổi luôn mà. Tới cục lùm đắng còn dữ nữa. Hết cái chung đơn giản ha. Ô bên này mới tin nè anh Bình ơi. Đây con lên tới đây nè. Anh Bình. Tới đây nè. Ừ. Để này chứ đâu. Đây dạ. Quá trời đúng. Hết ở tạm rồi nè. Đi đẳng luôn. Mới 4 giờ sáng. Nãy con 6 giờ hả? Bắt đi tôi coi chừng ngoài đó. Lật ngò ngoài kỹ hết đi. Ngoài kỹ hết đi. Kiếm trở lại này chút anh Bình. Không có thắng lại đây đâu. Bốc lên đây. Nó là bự á. Móng tinh đó là hoàn tinh qua thì 3 phân. Hàng đi lên hay đi xuống móc được vậy hiện? Thấy gọt tới đây cùng nè. Nhá nhiều nha. Ôi,
cân. Ủa? Có dấu chèo lên đó không? Đằng anh Bình kiếm rồi chưa anh Bình? Em vô gần đây. Anh kiếm rồi chưa em vô gần? Vô đây nè. Nó lên trên đây nè. Hết rồi. Ok phải không? Bước vô đây. Sợi chạy té đấy. Nó bình tới rồi. Hết biết rồi hết. Hết cái luôn. Nè, hôm nay vô hết cái rồi xin ơi. Đây. Con à. Nãy đi lại. Ông mướn hai thằng Campuchia. Ba ba đổi lại đi. Hai thằng ở bên Campuchia gì mất hết. Wow, giấu lên hết hồn rồi. Hai thằng trải nghiệm mất hết quá trời. Ủa con móc lên hai. Không hả? Vô vô rồi. Này vô. Con bắt con bả luôn đi. 12. Một cái không. Qua bản đi rồi anh qua. 15 mới vừa. Có anh hai. 9 con bài nha. 9 nữa chưa? Được chưa? Nói chung qua cái hàng bên kia á. Coi chừng cây cường móc đó nha. Dính giò anh này. Được. Dính quá trúng. Được, được, được không? Cây móc ra đây. Thu buông đi, buông đi. Ô, ếch bự mà. Nãy thấy nhỏ mà. Bự nè. Bự, trời ơi. Ếch bự cái báo luôn. Coi chừng còn con nữa. Hả, ếch cái. Nó đây mình móc nó nhào ra rõ ràng. Chị chạy cái đây mà mình. Rồi lắp lại đi anh em ơi. Anh mình gặp bên đó một con nữa nha. Con ếch này nó lên, nó lên cái bà lộ hơi khó bắt. Dễ gì. Lắp lại đàng hoàng mới được anh hai ơi. Nè nè, hiện bỏ vô đi rồi mình qua mình bắt cho anh hai lắp này nè. Hả? Bỏ quách đây nè, bỏ quách sau lưng cưng kìa. Lắp bự mà nó nhỏ vậy. Nó giấu nó nhỏ. Bự quá móc không ra đó. Phả đầu lại cho anh ta đàng hoàng anh hai. Ếch lên đây mà đâu có bỏ được. Đem vỏ qua luôn rồi Hiển ơi. Vỏ nó đi. Hả? Qua bỏ nó ếch anh Bình vô nè, ếch anh Bình bự quá. Mười ba con rồi đó. Không lẽ cái miệng linh như sao? 15 sao? Anh Bình. Đâu giấu đâu? Đây, lên tới đây nè. Rồi lên ở rồi nè. Ở hang đó đó. Hang đó đó. Hang chuột mới to mà. Ừ. Ếch này nè. Bự hơn ếch nãy à. Trên đó đó. Chủ quá. Tâm Bình nó cũng thấy nó thấy nó đặt vắng đặt chuột nó quay chỗ này nó đắp thời gian nó lo. Dạ. Quẹn nổi hả? Hả? Quẹn nổi đúng luôn. Hôm nay rước hai thằng Minh Thái Lan thì bắt hết quá trời quẹn nổi. Bắt luôn đi. Bắt luôn đi anh Bình. Để bắt bên Việt Nam thì làm được rồi, đã rước ra nước ngoài vậy không đúng rồi. Ừ. Hả? Có được bằng hết này. Dám được. Nhảy đâu anh Bình? Bự hơn. Trong hang đó hả? Nè. Không hang đâu, ở ngoài á, không hang đâu. Có ly nó trong hang đó đó. Chuột quá. Không ở ngoài đâu, lên như đó nó ở ngang đó đó. Đây không có đâu Hiển ơi.
Đây không có đâu. Lên phụ đi cho mau. Có bờ kia có, bờ này không có đâu. Tướng mà lớn sợ dắt có chút ép. Nó cắn cái nổi dây gà ha. Sợ. Hả? Nhìn ớn chết. Ừ. Nhất hạn là cắn no, nhìn thấy gốm. Thằng này đó là. Thằng đó đó, nó lên vậy đó đó. Được anh hai ơi. Ok rồi đó. Đây, hiện có lên nhắn cỏ gì mà anh ơi. Nhắn nó lên đó đi. Cưng bước lên trên luôn hả? Lên đó đi. Quá làm quá. Dưới này có anh dòm xung quanh. Đúng rồi, hám mấy cục cục phân miệng đứt ngang luôn đi. Sao nó vô hang nào anh Bình? Bỏ luôn. Để gì? Được. Vô hang dưới này nè phải không? Hang nào anh Bình? Hang này cũng gần à. Hang nào? Hang đó đó. Nãy ra giờ. Tóc 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 mình thầu tay nha, nó kêu quá mình đưa vô nè. Rồi. Anh hai dòm tới dùm lui dưới anh hai. Giống cùng quá người ta. Cùng nó cùng hai dữ lắm cùng. Chuột à. Dòm đầu đẳng anh ha. Anh kêu xuống bụi cỏ nãy giờ em không có. Wow, nó vô ra ngoài này nè. Hôm nay cái này. Cái nó thọc tay được rồi. Nó giòn. Rồi thôi. Sụp luôn rồi. Rồi thôi. Té đáy nè. Cái tay đi, xíp này cái. Từ từ đi, anh coi còn cái này nữa nè. Nè. Cùng bên đó hả? Chưa cùng, đây là đụng. Ngang bên đó ít đụng à. Đụng phải không? Đụng chuột. Cái này coi. Lắng lên cái gì. Đụng chuột. Nghe nó nhỏ quá à. Không có. Nó ở bên đây nè. Nó ngồi cỏ kìa. Nó ngửi mày luôn. Nhìn cái đó đó. Đẩy nó hai ơi. Đây, chuẩn bị nhảy đó. Tiếc. Ếch nãy mới chết thui á. Nó hiện. Hả? Không dưới đi lên dòm thấy hang thuốc trên trời đào có luôn. Nhảy lên đó. Không có lên cuộn luôn. Ừ. Ra ngoài đứng vô trong. Ở ngoài á. Nhảy luôn đó. Đúng rồi. Tay nghe. Rớt xuống con cho anh hai không chụp cho trời. Dưới sâu rồi đó nghe. Chưa. Cái hang là con rớt nè. Cùng luôn. Rớt đâu. Cùng à, đây còn vô. Vô. Đâu con mình. Đất nằm đây đâu rồi. Không có đâu, buông ra. Không có. Bích chịch vậy. Ờ anh ca, nó ở đây nè. Nó tự tin nãy giờ nó ngồi nó đợi biết lâu mà. Cái mới vào con nè. Cái này nè. Mình kéo mới vào con. Cái này rồi thêm cái nữa. Ôi. Con vậy? Ếch, đó. Đây nè, ngoài ngoài. Ngoài. Má nào? Nó đó. Mẹ gì đó, anh Bình này bắt mà không có chạy khỏi con gì vậy. Cái. Đây. Anh Bình này nó nằm. Anh nắm cái giò nó mới ra. Cái, nó mày không, nó không có mà không tin anh cho nghe hiện. Ờ, với bộ đó. 14 cho đâu bạn. Nghĩ sao có tôi đào vậy? Dạ. Anh mày nói là ếch lên đây mà thẳng không? Này phá kỷ lực thiệt rồi nè. 15 hay 14 rồi? 14 rồi. Chúng con nó 15.
nó còn mơi bắt còn đá luôn. Hả? Nước này mơi bắt đá luôn. Nước này mơi bắt dài hơn bữa nay nữa. Dòng kinh nhóc thì đắng kìa, bển. Kinh đi đau chưa bắt nữa. Ớt gì dữ gì ba, dở lên ơi. Dở bao rồi. Ít nuôi. Hả? Dở cao lên anh Bình. Ít nuôi. Nuôi kìa. Còn hay. Đi xuống anh cầm tiếp đi. Gì dữ vậy anh hai? Cái này sao không, này là trứng màu à. Trứng màu. Trứng quá. Tại trong này mình có kinh nghiệm. À, mình mò ăn được. Vô vô rồi. Vô rồi. Đi. Thì đẳng mình ăn uống đi hả, tính tiếp. Bể bông bông. Hai lô chữ đó nha anh hai. Được anh hai ơi, ít thôi. Ít thôi. Bỏ vô cho nó có màu. Okay. Rồi bắt 14 con. Này dữ thiệt. À cả nhà ơi. Giờ thì gia đình mình lại tới chỗ đậu xe cả nhà. Bữa nay được 14 con ếch. Con gắn. Dở lên anh xui đứng dậy anh xui. Quá trời. Này anh em định làm nấu cà ri. Ha, gì? 3 kg. Mình 14 con hả? Mình mặn 7 con đi, chừa lại 7 con chiều chia cho anh Bình với em Hiện. Nó teo lại còn nó. Nãy nó phải mông nhiều mà giờ chiên xong rồi nó teo lại ha. Còn có chút xíu nè, không nhiều lắm. Bây giờ anh phụ mần lá thì anh Bình ảnh chiên phải mông xong. Hôm nay mình làm 8 con. Tổng cộng là 14, mình làm 8, còn 6. 6 con đó thì ta thấy có hậu hỏng thua bao nhiêu nên thịt này nó nghe không? 6 con ếch bự mà. Đúng đó. Này thì ớt đang chuẩn bị mình nấu cà ri. Em ớt đi em. Đây chùm mò nang không ha? Chùm mò nang nó cái dữ. Cà ri. Đổ thịt qua theo đó đi. Cà ri nhiều quá thì nó có màu đẹp thôi. Cà ri là phải có ngũ vị hương ha, nếu mình nấu cà ri mà. Nếu ngũ vị hương vô em ơi. Có đại vậy. Miếng nữa đi. Để tàn. Không bỏ tỏi vô trộn luôn nha. Ít hơn nữa. Cái ngũ vị hương thì mình hơi ít, tại vì ngũ vị hương nó đắng, đúng không? Nó đắng, ngũ vị hương nó đắng. Mà bình thường nghe thấy người ta cũng cái ngoài thịt đó là cũng ngậm bịch. Cái ngoài thịt đó cũng vô bịch. Cái này cũng cả cái thịt này nè, cả 1 ký á. Nó bịch đó, đắng. Ngũ vị hương nhiều thì nó thơm. Ít thôi. Được rồi đó. Cái dừa mà. Nước dừa hả? Mình nấu nước lạnh với đổ nước cốt với sữa đồ vô nó là ok. Có dừa mà mình không nên bẻ. Đường muối bột ngọt như bình thường vậy đó em. Cho nó săn thịt ra hết rồi mình mới đổ nước vô. Rồi mới bỏ thêm môn vô. Rồi mình thiếu cái củ hành tây với em. Củ hành tây hả? Cái mồng tơi hết nó vàng lồn luôn. Chỗ này có nước nhưng mà cái bờ nhỏ ha. Thế vậy mà xe ba bánh chạy ghê vậy.
Hiện đi mua bánh mì về. Ít đồng làm lông nấu cơm đi. Mấy ổ hiện? Mấy ổ? Bảy ổ à? Hai chỗ. Giờ này đâu còn mì nữa đâu. Được rồi. Còn bún nữa kìa. Đủ rau nè, để bánh nè. Bắp chuối với dầu thơm. Cái trà nó cháy mới dữ em. Bỏ sơ lên rồi bỏ khoai vô. Này mình không có nước dừa tươi, mình nấu nó bằng nước lạnh. Bỏ vô hết luôn. Dừa ha. Ừ. Cho lên em ơi. Này đổ nước cốt vô. Này một chút nữa đổ nước cốt vô nó ok. Bữa nay thì mình xài nước cốt dừa lon. Không có dừa khô. Không có dừa khô. Cái này một chút nữa em quậy thêm một miếng sữa bò nữa. Với em quậy thêm miếng nước lạnh. Nửa tô đi em. Ok. Chút nữa để phai được nó mềm hết. Cái cốt này thì mình pha với sữa bò. Cái cốt với sữa bò. Này không có cái củ hành với củ cải đỏ. Đổ đại vô luôn em. Anh thích cái cảm giác che che gì nè. Ừ, lên màu liền thấy không? Đúng rồi, nước cốt vô là cái màu nó khác liền nha. Nãy nói phai nhiều ha, có nhiều. Được rồi. Ừ, nhiều bỏ đó. Công rau trước đi. Nhiều đó là vừa ăn ha. Cho nó hỏi nó. Này là màu gí. Cái này có củ cải rồi, củ hành nữa ha em lên. Thôi vậy là. Cái đỏ nữa đúng rồi. Nhưng mà vậy là cũng ngon rồi. Mới mốt mình làm lại he cái này. Rồi nha. Rồi đó anh em ơi. Không biết ra không? Ai biết muốn để anh bếp ga kêu kêu cũng được. Bánh mì bơ sữa hột gà thơm ngon đặc biệt. Ô. Bếp ga. Nè anh Sương mua bánh mì con vịt hả? Bánh mì nè, bánh mì con gì à? Bánh mì con heo. Bánh mì xúc xích. Bánh mì con heo. Bánh mì con heo. Nè đây ăn bịch bún nữa nè. Bánh mì con chó. Bún rồi cả nhà ơi. 2 ký. Bánh mì bộ. Ai ăn bánh mì không? Mấy cái chảo quên thôi. Đó. Chảo quên. Mình múc cái chảo nhỏ nha. Thôi, bự. Để nguyên cái đó lên luôn đó mình ăn luôn vậy đó. Đúng à. Bún đi. Bún đây. Ôi ngồi dưới caramel khó chịu quá. Mùi à bay khó chịu. Đây. Bún một người.
chỗ cà ri này mà có 5 người ăn thì sao ăn hết không biết nữa. Ăn với giá bắp chuối với hẹ. Đây hai người ai ăn bánh mì ăn. Đi ăn bánh mì ăn bún chị. Bún nhiều quá không ăn nè. Này, hai cái sao. Hai bữa nay bắt hai con. Bình. Này anh Hẹ ý anh Bình với em Hiện quá ok cả nhà, bắt quá dữ. Sức chiêu nữa. Không có mặt có mày đó, ai đồng hồ đó. Nhìn con với tụi con. Cô chú ông bà tối phù hộ con ngồi ăn cơm với anh em ha. Mời cả nhà ăn bún cà ri luôn nha. Ít nấu cà ri. Mời cả nhà ăn bún cà ri nha. Khách liệu ơi, bữa nay bắt nhiều quá khách liệu ơi. Ê, nó không có khách liệu tôi bắt không có. Khách liệu tôi bắt con dư đem về nhà nữa kìa. Mười mấy con thôi. 14 con. 14 con. Còn 8 con trừ 6 con. 8 con trừ 6 con. Trừ giá con bự nữa. Mời cả nhà dùng bữa với mấy anh em luôn nha. 6 con cái. Mời cả nhà dùng bữa luôn cả nhà. Quá ngon. Ai rất giả ngồi ở đây. Chị yếu gấu. Anh Bình à, chơi kiếm cương không? Cơ ghi á. Ngoài giỏi món à. Sáng quán cậu ăn phai môn không? Anh Bình nói sáng nay ăn phai môn với bún à. Mà ai ngờ đâu. Dính quá trời dính luôn. Nói chung ra thì mình cũng không nên trách mấy cái cô chú mà bình luận như vậy. Tại sao biết không? Là do thấy thánh liệu săn bắt quá giỏi. Còn anh em mình thì nhiều khi nó không có giỏi lắm mà. Thì anh em mình đi ên á thì cô chú hơi nghi ngờ sợ mình không có thôi. Đúng không? Đúng. Đừng buồn anh Bình. Cũng như cái câu nói đó là cái câu động lực để cho anh em mình cố lên. Đúng rồi. Cũng như hồi đó tôi mới làm YouTube. Có cái anh bạn đó anh cứ nói là mày quay tới già cũng chưa có được bắt kiếm tiền. Những câu nói đó mình nghe thì mình thấy mình rất là đau, nhưng mà thật sự đó là cái động lực để mình cố lên để mình làm được cho anh đó anh thấy. Cũng như vậy đó, cũng như cái anh đó anh nói là mình bắt không được. Bởi vì bữa nay mình cố lên bắt được nhiều. Đúng lý là mình phải cảm ơn cái anh đó chứ không phải là mình ghét anh nữa. Được 14 con. Đúng không anh Bình? Vậy là nên cảm ơn chứ không có nên giận nha. Cảm ơn. Mốt nhắn tin không có liệu mới tôi ít chút ăn ít chút là đồ ăn ít chút là có lý chứ không có liệu là không có gì ăn cho nên tôi không đồng ý. Đi ăn bắt cua cũng có con cua ăn gì. Chung á thì mấy anh em thấy mấy cái bình luận đó thì mấy anh em cũng hơi khó chịu, nhưng mà có một cái thì mình cũng khuyên anh em hoài cả nhà, nói nhiều khi những cái bình luận đó mà mình tốt lên cũng không chừng nữa. Chứ không phải người ta nói vậy là mình, người ta nói như vậy là người ta nói xấu mình hay là người ta chê mình. Mà thường cái người chê mình đó là cái người người ta đang khen mình. Tại vì người ta chê trước này nữa người ta mới khen mình sao. Đúng không? Bữa nay nói đạo lý hơi nhiều. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Môn bữa nay ngon. Ngon dẻo. Đâu gấp cái đùi chấm muối ớt là mình nói nãy giờ. Không bể luôn cả. Anh Bình. Ừ. Mình chấm rồi. Ủa đồ bự á. Mẹ nhà đồ ít nè, đồ bự á. Em Hiện đâu rồi? Vô. Nhập đồ bự ra, anh Hai đồ nè. Kìa, nó. Anh Hai. Anh Hai kìa. Anh Hai gấp anh Hai. Hả? Hôm nay. Chấm đồ. Để đi chấm. Ồ cái đồ ngon rồi cả nhà. Chấm ớt. Anh Hai giờ nói chung ra ăn đi rồi em nói cái tánh xấu của anh. Nghe nói tánh xấu hết hồn. À cũng như đi á rồi bắt cầm dũng. Rồi cầm đồ á, rồi bắt không được. Đúng cái nhà, dặn nó sao không để cho tôi bắt rằng tôi biết. Mà cho tôi cầm đồ không thì sao tôi biết. Là tánh xấu là như vậy. Mà nãy thì nói chung ra là sơ ý cái vỏ nó ruột cả nhà. Cũng sự cố không mong muốn, nhưng mà anh em khắc phục lại được cũng mừng. Chung tay rồi cả nhà. Mời cả nhà ăn bún với gia đình mình, với anh em mình luôn. Nay vô tình lụm cái bóp. Lâu lâu cũng bà cậu cũng đãi một bữa. Mày ăn cái này. Vì chuột em không ăn, em ăn có ít rồi nhiều, em ăn mặn vô.
giá nè, rau thơm nè, ngô. Dụm ngon quá. Nhai tỷ. Anh phải ăn đó. Ừ, anh phải ăn đó. Mà nói cho anh em bữa nay hên ha, xuống cây đao cái dính hoài á hên. Vừa bước xuống mới chừng 300 mét là đẩy 5 con. Có em bắt bữa nay thấy sao nè. Quá vui, quá nhiều. Nó vui bắt dính nhiều quá vui luôn á. Mà đạt ha. Một chút nó hết vui rồi. Nó có màu gì đâu. Không bắt đạt cái lực luôn á. Mà cái lúng thiệt nha. Lúng vậy. Lúng quá lúng. Bên anh lúng rồi mình kìa. Bên em đâu có lúng anh Bình. Cái chét luôn. Không biết sao mà nó còn nhiều gì không. Xin lúng tạm đi. Lúng quá người ta không đi. Đúng rồi. Đi không nổi á. Không nổi. Mình nãy tôi đuối á. Nãy tôi con cuối cùng rồi tôi đuối á. Phải ở trên bờ, Cagamen cũng vớt vác được vài con, mượn gấu gấu quay, còn dưới sao mình thua rồi cả nhà. Ông đội chung theo, đội theo còn muốn tắt thở. Ừ. Tính chung ra thì mình cầm máy mình quay từ đó tới giờ đó. Thì đưa cho anh em quay hay là vợ mình quay, mình cũng không có tự tin hung nữa cả nhà. Nên mình ôm máy mình quay, thật sự mình muốn bắt dữ lắm. Nói chung là dò cẳng tay chân vậy. qua mới chơi thấy thấy tôi với Nghĩa dở lên hoài tính nôn chưa không. Ừ. Mới có mấy ngày mà tét móng tay tét vào tay gần, nhưng mà nó rất là vui, rất là phái. Nãy em ước có một con phóng mà chụp thôi gà. Nó chịu phóng ha. Lúc cưng chạy bắt rắn mạo hiểm quá, mai mốt đừng có như vậy nữa thầy. Quá mạo hiểm, tuổi mà cưng đạp vô cái gì một cái chạy dưới mương cái gì anh xem. Chạy mương chạy từ đây tới đó vậy đó, 5 km gì đó mà chạy dưới mương mà lúng. Bãi lúng vì cái vụ mướn miễn đi nằm luôn cổng rồi lên chớn mạnh lắm á. Cưng làm cho rồi. Anh nữa không phải làm cho cưng đâu mà cố dữ nữa. Chạy bắt thở thôi. Khi anh giúp cưng anh cũng đâu có giúp hết mình đâu, phải không? No rồi. Bỏ ổn lắm mà. Nói chung là hồi làm YouTube tới giờ thì đi với ba có nấu một lần. Rồi tới giờ mình cũng mới nấu lại một lần nữa. Anh hai có nhiều cô chú yêu cầu, cô chú mà góp ý món ớt làm món mới này kia rồi cũng mình đọc bình luận hết thì mình cũng biết đó, nhưng mình làm từ từ. Anh Bình có ăn ớt xào bạc hà chưa? Chưa. Ừ, chua có xào bạc hà ngon. Gia đình mình thì cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Bữa nay quá trời mồi ăn không hết. Tụi bắp tiếp vậy ha. Dạ anh em nghỉ ngơi một chút. Phụ anh Bình với em Hiện phụ ý anh Bình với anh Hai phụ em Hiện làm cái video. Hai vợ chồng mình thì ở đây sửa video. Video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.